JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy xe tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio ạ. Vâng, JK Audio hôm nay sẽ giới thiệu đến các bác một đôi loa BMB mã là 2000C. Vâng, đây là dòng bãi của Trung Quốc mà bên em đã thanh lý được ạ. Bên em thanh lý được mấy chiếc đôi ạ. Vâng, thì bên em bày ra đây một đôi để bên em test. Vâng, đây là toàn bộ hàng, nói chung là còn rất là mới, không xước phát gì ạ, gọi là không có thùng cắt tông đây ạ. Vâng, bên em thanh lý rất là nhiều. Vâng, ở phía dưới đây còn JBL KI82 đi ạ. Vâng, JBL KI81 bên em cũng còn mấy đôi đi ạ. Vâng, đây là bên em hàng thanh lý nhá. Vâng, và đặc biệt bên em đang kết nối với lại cái âm ly video mã là 9702. Bên em về là rất ít cái dòng 9702 là video này thì rất nhiều bác quan tâm. Vâng, thì em vừa nhập về một chiếc âm ly video mã là 9702 và anh Dũng ở Hải Dương đã sở hữu rồi ạ. Dòng này rất hiếm luôn. Để nói âm ly 9702 video này thực sự là rất nhiều chức năng, rất là hay. Và công suất của nó 1000W cho 2 kênh, 500W một kênh. Và đặc biệt là nó kết hợp Bluetooth. Bên em mới khám phá được cái chức năng Bluetooth của cái âm ly video mã 970202 này. Bên đây là có cả chồng hú nữa nhỉ, chồng hú nữa. Vâng, anh Dũng ở Hải Dương anh đã là chủ sở hữu của cái âm ly video này. Anh gọi điện rất là kịp thời, thì bên em vừa về xong thì anh gọi luôn. Đấy, thì bên em đã để luôn cho anh ý. Vâng, rất nhiều bác săn lùng cái âm ly video 9702 mà không thể có hàng được. Vâng, thì bên em cũng test luôn với lại cái đôi loa BMB 2000C bãi Trung Quốc. Đây, các bác xem quan sát, hàng rất là mới. 330 giải âm cực kỳ sâu luôn ạ. Các bác nhớ đây toàn bộ là hàng thanh lý, hàng thanh lý. Các bác nhanh tay đặt kẻo hết hàng đi ạ. Vâng, về cũng không được nhiều đâu, khoảng mấy chục đôi thôi, thì bên em khoảng tầm 2-3 ngày tới là cũng hết thôi ạ. Vâng, bên em ngày nào đi rất là nhiều đơn hàng của các bác yêu quý JK Audio. Đôi loa BMB này em sẽ nhắc lại, nó rất là đẹp, nó rất là chất lượng, nội thất bên trong cực kỳ đẹp luôn các bạn. Vâng, bác nào muốn sở hữu cái đôi loa BMB 2000C bãi Trung Quốc này thì các bác hãy nhanh tay đặt hàng nhé. Và các bác có thể để lại số điện thoại trên kênh YouTube JK Audio để bên em có thể check lại các bác có sở hữu hay không ạ. Vâng, và một âm ly video 9702, hàng rất là hiếm trên thị trường Việt Nam. Vâng, bác nào quan tâm hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube JK Audio nhá. Vâng, bên em sẽ gọi điện lại tư vấn trực tiếp cho các bác làm sao hợp lý nhất, hiệu quả nhất và lại rẻ nhất ạ. Vâng, âm nhạc là cuộc sống, thiếu âm nhạc là cuộc sống buồn hẳn đi các bác ạ.